trong tầng 1, bao gồm tầng 1 và gác xếp. Hai mặt tiền. Một mặt tiền ngõ và một mặt tiền đường chính. Đây là mặt bằng tầng 1. Tầng 1 bao gồm một sàn và một gác xếp, một gác lửng. Đây là view ra ngoài mặt đường. Phía trên này là trần của gác lửng. Trần. Gạch lát. Mặt tiền. Có phòng cháy chữa cháy. Lối đi lên tầng lửng thì ra phía ngoài và đi cầu thang bên cạnh sườn lên. Có cầu thang phòng cháy chữa cháy. Vâng, vâng. Đây là lối đi lên tầng lửng. Tòa nhà có 2 thang máy. Khu vệ sinh. Đi lên tầng lửng. Đây là tầng lửng. Tầng lửng nhìn xuống tầng 1. Không gian tầng lửng, các bạn có thể nhìn trần mái, vách, nền. Tòa này rất chính quy và rất đẹp. Tủ điện phục vụ tòa nhà. Mời anh em xem, đây là mặt sàn tầng 2. Hai cầu thang máy ở phía ngoài này. Sau lớp kính này thì là hai cầu thang máy. Mặt sàn tầng 2 đây. Đi một vòng để anh em hình dung. Đây là đứng góc chéo này. Đây, lối ra đây. Phía đằng trước này là mặt đường chính. Đang đi vòng quanh để mọi người hình dung. Đây, mặt đường chính đây. Nhìn được xuống dưới. Vỉa hè rất rộng, để xe thoải mái.
Đây là đang đứng quay lưng ra mặt đường chính để nhìn vào phía trong. Các lối cầu thang thoát hiểm. Đây là mặt bằng tầng 2 nhé, anh em lưu ý. Chỗ này là mặt bằng tầng 2. Lưu lại tổng thể mặt bằng tầng 2. Đây là tôi đã đi xuống dưới tầng 1 để đi ra ngoài đường. Hai lớp cửa. Cầu thang lên xuống. Lớp cửa thứ hai để đi ra ngoài đường. Vỉa hè rất rộng.